Rồi. Hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ giả ớt để ăn dư, ăn chùa. Hôm nay thì anh em chúng tôi có được hai trái dừa để gia chung với trái này để ăn cho nó thơm, cho nó ngon, chua chua đấy. Chà mồi. Chà mồi, đấy chà mồi. Vừa làm vừa chảy nước dãi. Đó, chua lắm các bạn. À, lật. Kịch mà. Cắt bớt mới trải nào thì nó thối thối á. Mỏng, mỏng, nhỏ nhỏ như thế này cho nó ăn ngon. Đấy mì giả cho nó nạc hết. Đây này. Đỏ hết nè. Mẹ dịu là chỉ quý ban chết mình nè. Nó có mì giả nó như nhẹ thôi, nếu mì giả nhanh nó mặn. Này đó. Mình tăng rớt. Sao tăng rớt liền. Mình giả từ nãy giờ nước mình muốn ra liền á. Nhìn thấy ngọn quá mà. Đấy, bỏ muối vô. Đấy mình giả nó vô. Đấy mới đổ muối vô. Ngon quá các bạn ơi. Ngon ra được miếng luôn nè. Đó, ngon quá các bạn ơi. Để em ăn thử nó. Hiện tại thì anh em chúng tôi sẽ đổ. Đổ cho đây. Rất là ngon. Ai muốn ăn chua thì qua đây á. Dạ cũng đã xong rồi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ ăn thôi nha. Các bạn quay nha. Ngon. Rất là cay, chua, ngon, rất là ngon. Ừ.
có đất. Không ngon luôn. Wow, ăn ngon quá, no nê luôn.